Lừa thì có nhiều kiểu, lừa tình, lừa đều, lừa lọc, vân vân và vân vân. Nhưng chắc chỉ có lừa tiền mới khiến cộng đồng mạng được một phen dậy sóng như những ngày vừa qua. Nhân sự kiện đó, Phê Phim xin gửi đến các bạn danh sách những phim về chủ đề lừa tiền để xem những mánh khóe và chiêu trò trong những câu chuyện dưới đây có tinh vi bằng chuyện ngoài đời không các bạn nhé. Hãy cùng mình bắt đầu với Sói Già Phố Wall, câu chuyện tiểu sử được đề cử tới 5 giải Oscar về Jordan Belfort, một chùm môi giới chứng khoán từng bị FBI điều tra và kết tội vào cuối thập niên 90. Phố Wall, thị trường chứng khoán sôi nổi và khắc nghiệt nhất thế giới, nơi luôn sôi sục năng lượng từ lòng tham không đáy của con người, đã sản sinh ra Jordan. Nhờ sự nhanh nhạy với tiền bạc cùng tài thuyết phục thiên bẩm, Jordan đã thành lập Stratton Oakman, một công ty môi giới chứng khoán với mục tiêu chính là đánh vào khát vọng đổi đời của các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Jordan Belfort đã đưa công ty phát triển vượt bậc, với tổng nhân sự lên đến hàng nghìn người, còn lợi nhuận thì rơi vào hàng triệu đô mỗi ngày. Song, nếu họ hoạt động một cách liêm chính thì sẽ chẳng có câu chuyện về Sói Già Phố Wall, phải không các bạn? Điều đáng nói, hay đúng hơn là đáng lên án ở đây, là cách hoạt động của Stratton Oakman. Thay vì chơi theo đúng luật, Jordan cùng các cộng sự của mình đã lựa chọn thao túng thị trường cổ phiếu, làm lũng đoạn cả giới tài chính Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Trong vô số mánh khóe lừa đảo của Stratton Oakman, phổ biến nhất là chiến thuật sử dụng thông tin dối trá, sai lệch để độn giá của các cổ phiếu cỏ. Chưa hết đâu, lòng tham mù quáng của Jordan còn khiến hắn mở rộng quy mô của hành động lừa tiền, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Khi bị chính quyền sờ gáy, thoạt đầu Jordan không những từ chối hợp tác, mà còn ngoan cố tìm cách hối lộ quan chức và lách luật rửa tiền. Sói Già Phố Wall của Martin Scorsese như một lời cảnh tỉnh cần thiết về cái hố không đáy ngự trị bởi lòng tham và thói ích kỷ. Liệu giữa dòng chảy tuy khốc liệt nhưng lại đầy cám dỗ của đồng tiền, lương tâm của con người có thể trụ vững, hay là nó sẽ bị bào mòn dần và tan vào hư vô theo thời gian? Lừa tiền đúng là trò chi trả khó mà dung thứ thật đấy. Nhưng sẽ ra sao nếu tiền bạc không phải là thứ duy nhất mà bạn lừa gạt, mà còn là niềm tin và tình cảm từ những người gần bạn nhất? The Wizard of Lies là bộ phim tiểu sử về Bernie Madoff, một trong những tay lừa khét tiếng nhất của nước Mỹ. Với mô hình móc ví có giá trị lên tới gần 65 tỷ đô, cách thức lừa đảo của ông ta được gọi là mô hình Ponzi. Về cơ bản là lấy tiền của người đến trước để trả cho người đến sau, khiến họ ảo tưởng về lợi nhuận kinh doanh. Bên cạnh việc thể hiện tính danh mãnh và lọc lõi của Madoff trong việc dắt mũi khách hàng, The Wizard of Lies còn đào rất sâu vào nội tâm và chuyện gia đình của ông ta, khiến khán giả có một cái nhìn bao quát hơn về tay doanh nhân khôn ngoan nhưng biến chất này. Xuyên suốt cả phim, Madoff hiện lên như một người thoái thác trách nhiệm, chỉ chăm chăm đẩy tội lỗi sang người khác và một mực khẳng định ông ta luôn nỗ lực bảo vệ gia đình. Tính lươn khơn đến lì lợm này không chỉ vắt kiệt niềm tin trong giới kinh doanh và đẩy ông ta vào vòng xoáy lao lý, mà còn khiến vợ con ông ta quay lưng ra đi. Còn gì đau đớn và bất lực bằng khi ta phải nhìn những người thân yêu nhất từ từ rời bỏ mình, mà thâm tâm thì hoàn toàn ý thức được rằng hậu quả ấy là xứng đáng. The Wizard of Lies không chỉ là bài học về kinh tế giúp ta cẩn trọng trong mọi quyết định trên thương trường, mà còn là lời cảnh tỉnh về lòng tham, về cái tôi ngùn ngụt cháy có thể thiêu đốt mọi thứ mà ta đã dày công vun đắp. Bộ phim tiếp theo trong danh sách là một cái tên vô cùng nổi tiếng với người hâm mộ điện ảnh, đó là Catch Me If You Can. Được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn kỳ tài Steven Spielberg, Catch Me If You Can xoay quanh câu chuyện có thật về thiên tài lừa đảo Frank Abagnale Jr. và hành trình chu du thiên hạ với những mánh khóe tinh vi của cậu. Với khả năng đóng giả người khác và làm giả giấy tờ thượng thừa, Frank dễ dàng chiếm đoạt hàng triệu đô từ các tổ chức và ngân hàng lớn nhỏ, dù thực tế là anh chàng còn chưa tốt nghiệp phổ thông. Xuyên suốt hơn 140 phút, khán giả được tận mắt chứng kiến Frank trong nhiều nhân dạng khác nhau, từ bác sĩ, phi công cho đến luật sư. Điều thú vị là ở ngành nghề nào, cậu cũng nhập vai một cách xuất sắc. Người xem còn được tận mắt chứng kiến chàng trai này tạo nên những tờ chi phiếu giả vô cùng tinh vi. Chưa hết, họ cũng phải há hốc mồm kinh ngạc với sự tự tin, lém lỉnh và phong thái đĩnh đạc của Frank dù là trong những tình huống phiêu lưu nhất. Dẫu không đánh trực tiếp vào vấn nạn lừa đảo, bộ phim của Steven Spielberg vẫn hiên ngang đứng trong hàng ngũ những tác phẩm xuất sắc nhất về đề tài trên. Giành hai đề cử Oscar cho nam diễn viên phụ và nhạc phim xuất sắc nhất, Catch Me If You Can là một trong những tác phẩm không thể bỏ qua với các tín đồ điện ảnh nói chung và với những người hâm mộ dòng phim lừa đảo nói riêng. Owning Mahoney là một bộ phim ra mắt vào năm 2003 dựa trên một sự kiện có thật, vụ biển thủ hơn 10 triệu đô trong quãng thời gian 18 tháng của một nhân viên ngân hàng thương mại Hoàng gia Canada để đáp ứng thói nghiện cờ bạc của hắn.
Thay vì đào sâu vào chi tiết phi vụ lừa đảo ngân hàng một người lớn nhất trong lịch sử Canada, phim lựa chọn tập trung khai thác lý do gốc rễ của sự việc là chứng nghiện cờ bạc cùng những hậu quả tồi tệ kéo theo đó. Vào vai nhân vật chính Dan Mahoney là diễn viên quá cố Philip Seymour Hoffman, và cũng như mọi phim khác của anh, chúng ta lại một lần nữa được chứng kiến diễn xuất đỉnh cao của một trong những diễn viên xuất sắc nhất lịch sử Hollywood. Người xem có thể thấy được sự tuyệt vọng và bất lực của Mahoney khi phải đối mặt với cơn nghiện. Ngay từ đầu, Dan đã biết rằng mình sẽ bị phát hiện vào một ngày nào đó, nhưng anh không thể cưỡng lại ham muốn và ngày càng lún sâu hơn vào con đường phạm pháp. Màn trình diễn đầy cảm xúc của Philip Seymour Hoffman buộc bạn phải đồng cảm với nhân vật và coi Dan như một nạn nhân của thứ mà anh không thể kiểm soát thay vì một tên tội phạm. Về tổng thể, Owning Mahoney là một câu chuyện buồn về đạo đức và tội lỗi. Nó nhắc nhở chúng ta về hậu quả kinh hoàng của những sai lầm không thể sửa chữa. Enron, The Smartest Guys in the Room là bộ phim tài liệu về vụ bê bối tài chính có thật gây chấn động nước Mỹ đầu những năm 2000, dẫn đến sự sụp đổ của Enron, tập đoàn năng lượng đa quốc gia hùng mạnh, nằm trong top 7 tập đoàn lớn nhất của nước Mỹ. Sự phá sản này kéo theo việc giải thể của Arthur Andersen, một trong những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới. Cùng với đó là mất mát hàng tỷ đô la Mỹ của những nhà đầu tư và nguồn thu nhập, dành dụm của hàng nghìn nhân viên Enron lúc bấy giờ. Dựa vào nguồn tư liệu đa dạng, phong phú, bộ phim vẽ lại quá trình phạm pháp của những người lãnh đạo Enron để tạo dựng một tập đoàn năng lượng hùng mạnh dựa trên mánh khóe kinh doanh. Đó là một mạng lưới tinh vi nhằm che giấu những dự án thua lỗ và thổi phồng giá trị của công ty để đánh lừa các nhà đầu tư. Những kẻ này còn liều lĩnh đến mức tạo nên cuộc khủng hoảng năng lượng giả ở California để tăng giá điện lên gấp 9 lần. Enron, The Smartest Guys in the Room là bộ phim mang lại nhiều cảm xúc khác nhau cho người xem. Đó là sự thỏa mãn khi được thưởng thức một bộ phim chỉn chu, hấp dẫn. Đó cũng có thể là sự tức giận trước những hành động phạm pháp, biến chất của những kẻ đứng đầu Enron. Và đó còn là cảm giác rùng mình, sợ hãi khi chứng kiến những gì con người có thể làm để thỏa mãn lòng tham và sự ích kỷ cá nhân. The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley là bộ phim tài liệu ra mắt vào năm 2019, kể về một trong những thương vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử thung lũng công nghệ. Khởi nghiệp, thay đổi thế giới là những ước mơ của rất nhiều người trẻ, và nhân vật trung tâm của câu chuyện kể trên không phải là ngoại lệ. Đó là Elizabeth Holmes, người sở hữu đôi mắt dễ khiến bạn liên tưởng đến hình ảnh cô bạn gái quốc dân này. Nhưng thay vì ám ảnh với bạn trai, cô dành cả cuộc đời mình theo đuổi tham vọng thay đổi ngành công nghiệp y học. Sau khi bỏ ngang Đại học Stanford, cô thành lập công ty riêng mang tên Theranos, với ý tưởng về một cỗ máy phân tích máu tại gia, giúp mỗi người có thể tiếp cận và phát hiện ra những thông tin bệnh lý của mình sớm nhất và tiện lợi nhất có thể chỉ với vài giọt máu trích từ đầu ngón tay, thay vì phải đến các cơ sở y tế, làm việc với những chiếc kim tiêm đáng sợ và chi trả những khoản phí không nhỏ. Cô nuôi tham vọng biến Theranos trở thành một Apple của lĩnh vực y tế, với mong muốn đưa thiết bị kia vào trong ngôi nhà của mỗi hộ gia đình cũng giống như chiếc máy tính Mac hay điện thoại iPhone vậy. Một phát kiến đột phá phục vụ cho lý tưởng tốt đẹp. Không bất ngờ, khi nhiều nhà đầu tư máu mặt đã chịu rót những nguồn vốn khổng lồ lên tới hàng trăm triệu đô vào Theranos, mà không ngờ rằng tất cả chỉ là một vở diễn method acting của Elizabeth. Mọi việc vỡ lở vào năm 2017, đưa Theranos từ một công ty trị giá 9 tỷ đô la xuống chỉ còn một con số không tròn trĩnh. Đây là bài học cảnh tỉnh không chỉ cho những nhà đầu tư, mà còn là cho chính chúng ta, những khán giả xem phim. Hãy cảnh giác trước những thứ dường như quá tuyệt vời để có thể trở thành sự thật. Thế mới thấy, việc lừa đảo nhân danh mục đích chân chính không phải là chuyện chỉ có ở Việt Nam. Sẽ ra sao nếu một kẻ lừa đảo lại chọn đúng kẻ chuyên nghiệp để hành nghề nhở? Và sẽ thế nào nếu xung quanh ta toàn những kẻ chỉ nhăm nhe lợi dụng ta nhằm trục lợi, ngay cả khi đó là bạn thân hoặc là người yêu của mình? Khác với tên phim, Focus không đòi hỏi người xem phải tập trung vào từng khung hình mà vẫn có thể bám chắc vào cốt truyện chính. Xen giữa những phi vụ lừa tiền siêu to là những màn trộm cắp vặt đầy tinh vi, khéo léo, khiến phim trở nên vô cùng giải trí. Đồng thời, nó cũng giúp chúng ta hiểu rõ tính cách và động cơ của nhân vật hơn. Tuy nhiên, tất cả chỉ là màn dạo đầu cho những màn lừa đảo siêu lớn, trị giá hàng triệu đô, chứa đầy yếu tố manh rủi. Cho dù có tính toán mọi đường đi nước bước, họ vẫn có thể ra về tay trắng, hay nặng hơn là đặt tính mạng của bản thân vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Focus luôn khiến người xem phải tò mò và liên tục đặt câu hỏi trong đầu. Nó khiến khán giả tin rằng họ đã hiểu nhân vật, nhưng sự thật là họ không biết anh ta và cô ta đang có kế hoạch gì. Khó đoán hơn nữa là khi hai người họ có quan hệ tình cảm với nhau, nên khán giả không thể biết trước được ai đang thật sự lợi dụng ai, hay rằng liệu cả hai có đang tính toán để lật đổ đối phương hay không.
Rogue Trader là bộ phim dựa trên sự kiện có thật về Nick Leeson. Nhân vật này là một nhà đầu tư đầy tham vọng. Sau thời gian làm nhân viên tại ngân hàng Barings, anh đã có cơ hội thăng tiến và được cắt cử sang Singapore và trở thành tổng giám đốc sàn giao dịch CMEX. Dần dần, anh trở thành một thương nhân giàu có. Tuy nhiên, cũng chính anh là người một tay làm phá sản một trong những ngân hàng lâu đời nhất và quan trọng nhất ở Anh. Để lại hậu quả trầm trọng như thế, vậy Nick đã làm những gì mà khiến cho cả một ngân hàng phải phá sản? Thật ra, Nick đã che giấu một khoản lỗ khổng lồ khi anh ta đánh bạc bằng tiền của Barings. Khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, khoản lỗ đó đã lên tới 800 triệu bảng Anh. Vì vậy, anh cùng với vợ phải rời Singapore và trốn sang Malaysia. Chỉ khi đọc được thông tin trên báo rằng Barings đã phá sản, anh ta mới nhận ra mức độ nghiêm trọng từ việc làm của mình. Bài học lớn nhất từ Rogue Trader có lẽ là dùng tiền của người khác để kiếm lợi cho bản thân sẽ không bao giờ có được một cái kết tốt đẹp. Nếu bạn muốn tìm hiểu về mô hình bán hàng đa cấp thì đây đích thị là phim dành cho bạn. Ngay từ đầu phim, khán giả đã được tận mắt chứng kiến hình thức kiếm tiền bẩn khi một cậu sinh viên mới 19 tuổi tổ chức đánh bạc trái phép tại nhà. Về sau, mọi chuyện lại càng leo thang hơn khi cậu này được chuyển qua làm tay môi giới chuyên tư vấn bán cổ phiếu giả cho những khách hàng mơ làm giàu đến mụ mị cả đầu óc. Được biết, đạo diễn kiêm biên kịch Ben Younger đã phỏng vấn rất nhiều tay môi giới trong khi thực hiện bộ phim này. Chính vì vậy mà Boiler Room có tính thực tế rất cao khi chúng ta được thấy một kẻ lưỡi không xương hứa lên hứa xuống rằng chỉ cần tham gia chương trình này, người ta sẽ trở thành triệu phú trong chớp mắt. Được thấy hệ thống đa cấp lan rộng như một con virus mà chẳng ai mảy may hay rằng mình đã nhiễm bệnh. Và còn được thấy hình thức làm giàu bất hợp pháp này có thể hủy hoại ví tiền và cuộc sống của người khác đến như thế nào. Song song với thực tế trần trụi và phũ phàng đó, Boiler Room còn đưa ra những bài học thiết thực về bản ngã thiện lương trong con người. Trong một phút giây mở mắt vì lòng tham và vị thế, ta có thể để tay mình nhúng chàm trước những cám dỗ, nhưng bến bờ không bao giờ là xa vời cả. Lòng trắc ẩn rồi sẽ dẫn lối đưa ta về với lẽ phải, chỉ cần ta tự nguyện đối mặt với sự thật. Boiler Room không chỉ là câu chuyện gấp gáp, rốt ráo về góc khuất trong nghệ thuật kiếm tiền, nó còn là một tấm gương để ta soi chiếu chính mình, để ta không bị hút vào vòng xoáy đen tối và nguyên thủy trong tiềm thức. Và đó là những phim chúng mình cho rằng là thú vị nhất về chủ đề lừa tiền. Hy vọng rằng sau video này, các bạn đã có thêm nhiều phim hay để xem trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng này, vừa có thêm những bài học tài chính thiết thực để luôn cẩn trọng trong mọi quyết định đầu tư của bản thân. Có phim ấn tượng nào cũng thuộc chủ đề này mà Phê Phim đã quên mất không đưa vào danh sách? Chúng mình nên thực hiện top phim nào trong thời gian tới? Hãy chia sẻ cho chúng mình biết ở trong phần comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng bao giờ tìm cách để lợi dụng tiền của người khác. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.